hơn 150 hiện vật tiêu biểu đặc sắc của mỹ thuật Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và nghệ thuật Ấn Độ ở Đông Nam Á đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập bảo tàng. Với thông điệp ôn cố tri tân, chuyên đề cổ động kỳ quan, nơi hội tụ các nền văn hóa trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu đến khách tham quan hơn 150 hiện vật tiêu biểu là những kỳ quan đặc sắc được sắp xếp theo 4 chủ đề: nghệ thuật Ấn Độ ở Đông Nam Á, mỹ thuật Trung Quốc, mỹ thuật Nhật Bản và mỹ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động ghi dấu chặng đường 95 năm hình thành và phát triển từ khi bảo tàng được khánh thành ngày 1 tháng 1 năm 1929 với tên gọi Bảo tàng Blanche de la Brosse và 45 năm mang tên Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 8 năm 1979. Từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh luôn làm tốt vai trò bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng mà còn là cam kết mạnh mẽ của bảo tàng trong việc phục vụ cộng đồng để lịch sử không bao giờ là cũ, bảo vệ và truyền tải những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ hôm nay, mai sau, góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng giao lưu với khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Những đóng góp của bảo tàng trong việc giáo dục lịch sử và văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, là một quá trình tiếp nối từ nhiều thế hệ những người làm công tác bảo tàng. Trong tương lai, tôi tin rằng Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các chương trình, sự kiện để thu hút và phục vụ ngày càng nhiều du khách. Đồng thời, bảo tàng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sáng tạo trong việc trưng bày và quản lý nhằm bắt kịp xu thế phát triển của thời đại. Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự tiếp nhận nhiều hiện vật do các cá nhân, tổ chức trao tặng. Với cái chuỗi đời rất dài như vậy và gìn giữ một cái gia tài di sản rất là nhiều, rất là quý, rất là đa dạng, thì là trong nhiều năm qua nơi đây là chẳng những là tự mình để mà chăm lo bảo quản phát huy giá trị các cái di sản gìn giữ, mà còn là trong cái thực hiện chủ trương xã hội hóa của đảng của nhà nước đó, thì đây cũng là một trong vài cái bảo tàng mà thu hút là nhà sưu tập người ta cùng là tham gia với bảo tàng. Tôi là một nhà nghiên cứu lịch sử và tôi rất vui khi được tham dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến với những sự kiện như thế này, tôi còn được thấy mọi người quan tâm đến lịch sử như thế nào. Và hôm nay tôi rất là ấn tượng với các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng. Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ trôi qua với niềm tự hào và biết ơn các thế hệ đi trước, từ những ngày đầu thành lập là Bảo tàng Blanche de la Brosse cho đến sự tiếp nối, chuyển giao, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn đặt tâm huyết bảo vệ và truyền tải những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.